Tùng bớt. Chị Phi Phụng ơi, em mời chị Phi Phụng cao lên. Chị Phi Phụng cao. Chị Phi Phụng mà anh muốn mời lên thì anh phải gọi là chị Phụng Dường Bưởi ơi. Mời chị bước với sân khấu. Cười lên nha, 2, 3, cô núi luôn nè. Trong năm hạnh phúc, chúc Xuân Phước cùng gia đình. Nó quay được kịp cho bá luôn chưa? Cũng giỏi lắm con. Con hư hình đi mà biết. Mấy giờ? Ta mời chị. Mời hồi 5 rưỡi đón khách. Rồi xong giờ vô làm gì? Giờ vô làm gì? Vô rửa chén. Rồi mình đi về. Sao? Tại vì ai? Tại vì tâm trận Phương Dung đi quay gì trễ. Ê, đám cưới chỗ này đẹp quá chị Phụng. Đâu là một đâu, cưới ai cưới tôi. Lầu một ở đâu? Ở lại đám cưới mình. Trời ơi. Ủa con? Dạ. Hai đứa đi ai canh con? Bà nội canh. Trời ơi. Đất bây giờ làm thương quá, chị qua bên đây với tụi nó đi. Đầy tháng không xuống được nha. Nhưng mà là gần Tết xuống được không? Dạ được. Hai đứa nghe là có con thương lắm mà đầy tháng không tới năm. Hai cháu nội thì được. Cháu ngoại nha. Hai cháu ngoại được. Nhưng mà gần Tết nó xuống nha. Rồi bây giờ mình đi vô. Đây làm thủ tục đi rồi vô. Ồ vậy hả? Má kẹt quay. Làm thủ tục rồi vô. Quay đi. Chị con làm thủ tục chứ? Làm thủ tục đi. Trời ơi, người ta làm hết rồi bà ơi. Chết cha má quên chỗ này. Đây là hai người đi chạy nhất đó nha. Đang là đi chạy nhất luôn. Hai người nào? Hai cô gái áo đen. Hai cô gái áo đen. Ăn chứ con chết cha là có tới luôn rồi kìa. Vô mày ơi. Vô mình nói chép bây giờ. Đâu rồi chỗ nào? Vậy hả? Rồi. Đại đi trời ơi. Trời ơi, bên trắng bên đen á. Quánh tù kỳ. Nói lập đó má. Lẹ. Mới nhận ra nó không? Ai? Em mới duyên đó. Em duyên nào? Ủa vậy hả? Ủa sao giờ lớn dữ vậy? Con Phước hả? Sao nó không giống chút nào vậy trời? Nó cao hơn con của Phước. Ủa nó cao hơn này Phước. Ê, Ngân nó mừng lắm, nó thấy có Ngân ơi, Ngân đừng có lấy hình chứ, Ngân quay Dung đi Ngân. Đó, tiện xong hết rồi kìa. À nó có tại đoạn của Dung đi quay về trễ. Em đi quay về trễ. Đẹp không? Của chú quay về trễ. Quay con nè, chú quay con nè. Thân ái và trân trọng nhất. Bé nè. Dạ, em cũng lời cảm ơn thầy Xuân Phước. Nói vô vậy. Cô gái mời Phương Bình đến. Ngủ tỉnh bơi vậy hả? Luôn á. Hãy chú ăn đây con nha. Rồi mình cười lên nha, 2, 3, cô núi luôn nè. Trong năm hạnh phúc, chúc Xuân Phước cùng gia đình. Có quay được kịp cho bá luôn chưa? Cũng giỏi lắm con. Con hư hình đi mà biết. Chương trình là Anh Melody nó biết bài đó đó, hình nó đẹp. Quá trời là nghệ sĩ tới ha. Lên ca đàng hoàng, lên hát đàng hoàng luôn. Đầu số thì bỏ đó đi, mày đặt dây tre tao biết đầu số mà cũng tự nó hoài. Anh ca đi anh Lộn ơi. Bỏ nội em nói trời rồi kiếp luôn. Anh cầm cái bít đi anh. Hôm nay có hai người thật sự rất là dễ thương. Cái đầu là đạo diễn Minh Cao và đạo diễn Phước Cao. Ấy mà mở cái nón ra đi. Tại vì Phước Cao là học hết bãi bóng. Mở nón ra đi. Nói lên đây chứ cái đầu muốn vừa. Bị hello. Máy quay ra quay. Nó bị hello. Để gì có thể đánh ánh sáng. Ánh sáng được. Chụp đèn cái đầu không có sợ hello. Thôi. Hôm nay nhân ngày vui của cháu Duyên. Thôi thì chú xin chúc cháu là trăm năm hạnh phúc. Nhớ những ngày này năm sau rút ngày Duyên chút xíu. Cháu cho ba của cháu là anh Phước Cao có cháu ngoại để ấm lòng cho vui. Và bây giờ mời hết tất cả anh chị em mình nghệ sĩ lên đây đi. Mời chị Phương Dung nè, Lê Quỳnh nè. Quý già Lê Quỳnh này nói nhiều quá. Anh Phước mà, Phước lên đó, Phước. Tôi mời Phước Cao lên nè, Phước Cao. Lên, mọi người nhìn cho anh Phước Cao thiệt sự rồi kìa. Anh thấy cái phòng đó bằng Phước. Anh nói lối cho anh. Tôi mời Lê Quỳnh lên. Anh đi lên thảo lên đi. An Yên Sơn ơi, nói nhiều quá. An đi. Hát bài đi sớm. Rồi. Lên đây. Anh thấy cùng rồi. Anh thấy cùng nhiều lắm rồi. Đây, Quân Dung đây. Quân Dung đây. Quân Dung. Được cái này được. Em không có trốn được cái đường. Được không? Sơn phải nói là ví dụ như muốn kêu những người nó lên đó, anh phải kêu đúng cái nick đấy. Ví dụ như anh Tùng là phải Tùng Bớt. Chị Phi Phụng ơi, em mời chị Phi Phụng Cao lên, chị Phi Phụng Cao. Chị Phi Phụng mà anh muốn mời lên thì anh phải gọi là chị Phụng Dường Bưởi ơi. Rồi chị Bước với sực máu. Bây giờ mời Linh Tý lên đây. Lưu Thế Thành đâu rồi ta? Lưu Thế Thành. Kali lên đây, Kali. Dạ nếu mà kia em lên ca thì nhớ em có một bài thôi. Dạ sáng em phi người. Chị Lý kìa. Lên đây em, Lưu Thế Thành. Lên đây em. Chị Ly buông đuổi chị Ly ơi. Diễm lên luôn đâu. Ăn quậy đi mấy. Không bây giờ ai nghệ sĩ lên con cái má hơi mệt quá. Và hai chị Ly nữa. Anh Nguyễn Xanh, Hà Chí Quang. Trịnh Kim Chi. Bây giờ ai là nghệ sĩ lên tay lên. Rồi bây giờ hết luôn lên hết luôn. Xuân Gia, Xuân Phước nữa lên luôn. Gì? Đâu rồi? Còn ai nữa? Bà Chi. Thằng lên luôn. Hả? Bữa nay là em ăn 2 đầu lương nha. Không có thằng chứ không. Đường lên đây, Tích Thuận lên đây, Sơn Hải lên luôn. Anh Sơn Hải. Hữu Đông lên, Hữu Đông. Bích Trâm. Quên. Bích Trâm vợ của Linh Tý lên luôn hả? Bích Trâm đâu? Lên. Thảo đỏ dưới đó anh Sơn. Bây giờ là ai nghệ sĩ lên tụi con em đi má với ba ơi. Anh Sơn ơi, nghệ sĩ mới được lên không anh? Ai cao nước nước nè. Bây giờ ai nghệ sĩ lên? Đâu rồi, còn ai nữa lên? Lên hát chứ phải chụp hình. Trời hát, ai hát được thì lên, không hát được cũng lên luôn. Bây giờ tôi nói nha, bây giờ là nghệ sĩ lên hết đi rồi ngồi sân khấu nói sập. Rồi bán Thanh Hương cái vợ tôi lên luôn. Ai nói nhiều cao khiêm tốn như thầy Phước thì ăn trước. Bây giờ cái dân dân quan trọng lắm rồi mà gì đâu sống à. Rồi dân dân quan trọng nè, con nói chú để đâu bước lên sân khấu coi. Ủa cho nó bước lên rồi hả? Nó lùn giống ba ra không có thấy. luôn hơn. Xả lên em tụi tôi đây. Lên nhạc đi không? Không lên nhạc đúng hoài luôn á. Lên nhạc đi. Bây giờ không có nhạc hết cây luôn nha. Lên nhạc. Hát luôn đi. Trời ơi. Giờ tiếng mà không được này luôn. Tiếng không hát mà tiếng đánh trống nè. Được tiếng. Được không? Được không? 60 năm cuộc đời nha tất cả các anh chị em nghệ sĩ ơi. Dạ 60 năm đấy à. Hey, what, hey, anh chị em nghệ sĩ Hoàng Sơn. Xuân Phước mời anh Minh Cao. Dạ anh Phước Cao bước lên sân khấu. Minh Cao ơi, Minh Cao, Minh Cao lên, không phải đo chiều cao đâu, đừng sợ, không phải đo chiều cao, lên nói chuyện thôi. Anh Minh Cao, Minh Cao, Minh Cao, em nó sợ lên đo chiều cao. Ở đây không có đo, không có, không đo. Mình Cao chắc chắn là cũng cao hơn Xuân Phước chút xíu à. Thôi mà chị ta mà nói cái chuyện của bà. Rồi kệ đi. Tôi chưa thấy nghệ sĩ nào mà hát ngang, hát không có đường khó. Mình Cao quýnh đóng không được. Khoan, có ai có cái thước không, tôi đo ai cha này coi cha nào cao hơn. Chết cha Xuân Phước cao hơn chút nha. Tại tóc sừng sừng lên là tóc sừng sừng cao hơn chút. Nói chung là giỏi cái dài hả? Ở dài nó có biết, ở dài nó có biết khi em Xuân Phước anh độ bên trong sao? À, dù sao em cũng là người mặc diện của anh Phước, cho nên mình khỏi đo. Dạ bây giờ là xin mời hai đạo diễn cao nhé. Chúng ta sẽ cùng song ca bài đi ạ. Bài vui vui mai đám cưới. Biết rồi, nhắc hoài ông nội. Anh em trong nghề tao biết tên mà. Thanh Duy, nhạc gì còn quên rồi. Tha Ly. Cặp thứ ba Lê Quỳnh Mỹ Linh. Cặp thứ tư Linh Nhỏ. Đó. À dạ, xin lỗi, Linh Tý, Bích Trâm. cuối cùng Xuân Phước và bà xã. Dạ. Ủa cái gì vậy? Thầy ơi, giữ con thì mang đi. Giữ con thì mang đi. Dạ mời Bích Trâm Linh Tý lên. Thầy ơi, bây giờ mình làm siêu gia mình kéo lên. Thầy kêu là mặc áo dài kéo lên không vừa, nín thở. 50 năm, giữ con thì mẹ em. Ủa còn hai nữa. Linh Tý Bích Trâm ơi, Linh Tý Bích Trâm. Bích Trâm ơi, đừng. Áo đỏ đó. Ngồi ngay chỗ bàn của anh Hùng Nghĩa đó. Ủa nhưng mà mình lên đây làm gì? Lên á. Bán vé rồi anh. Lâu. Bán vé rồi. Sao bài hát này rồi có mời phim nữa không? Phim. Ôi sao bài hát này là mời phim qua Tây Tạng đóng nha. Cái này là hên xui nè, Kim Chi, thì Kim Chi. Cái vụ Tây Tạng là hên xui, lên đây nè. Bà lên đây. Bà Chi bà lên đây. Vợ Linh Tý lên rồi nè, đắp lên. Linh Tý đâu? À Linh Tý đi. Cái vụ còn phim Tây Tạng nữa. Ai lên sân khấu mới được đi Tây Tạng đóng phim. Ai không lên sân khấu không được đi Tây Tạng đóng phim. Được không? Dạ nói đi, quậy quá trời quậy rồi đi về rồi. Vậy là coi như là xong rồi ha. Chào đi.